Chào mừng các con, rất vui khi gặp lại các con trong tiết học này. Đến với môn âm nhạc khối lớp 2 hôm nay, cô lại tiếp tục giới thiệu lại với chúng ta một bài hát thân quen mà chúng ta đã học. Đó là tập biểu diễn bài hát Bắc Kim Thang, dân ca Nam Bộ. Nhưng mà ở tiết trước chúng ta đã học về bài hát này rồi và chúng ta đã thực hiện hát kết hợp với bộ gõ cơ thể. Rồi thực hiện biểu diễn trên lớp theo hình thức nhóm, cá nhân. Và hôm nay, cô lại tiếp tục giới thiệu với chúng ta đó là một hình thức biểu diễn. Và biểu diễn này là gọi là biểu diễn cá nhân. Và chúng ta sẽ tìm các động tác phụ họa cho bài hát. Mà các động tác này phù hợp với giai điệu lời ca của bài hát Bắc Kim Thang. Yêu cầu của chúng ta là tự chọn các động tác. Có nghĩa là mình tự tạo các động tác phù hợp với bài hát một cách gọi là cách sáng tạo của bản năng mình. Và các con sẽ trình bày bài hát này, sau đó chúng ta sẽ quay video lại và gửi lại cho cô nhé. Và trước khi chúng ta thực hiện các động tác này, mời chúng ta sẽ quan sát lên màn hình và chúng ta lắng nghe giai điệu lời ca hai lần. Sau đó chúng ta dựa vào phần nhạc đệm mà chúng ta thực hiện động tác trên cái nền nhạc này nhé. Bây giờ mời các con bắt đầu. Cột bên kèo là kèo bên cột, chúng ta giàu và cầu mãi.
Vậy vừa rồi chúng ta đã nghe được giai điệu lời ca của bài hát và chúng ta đã nghe được phần nhạc đệm và dựa vào giai điệu lời ca và phần nhạc đệm trên nền nhạc này, chúng ta ở nhà sẽ chọn các động tác phù hợp và biểu diễn theo bài hát này nhé. Và miễn sao bài hát chúng ta chọn các động tác phải phù hợp với giai điệu lời ca của từng câu hát và của bài hát. Và ngoài ra chúng ta sẽ sáng tạo thêm những cái động tác như những cái động tác kết hợp với bộ gõ cơ thể. Và ngoài cái bài hát này thì các con có thể sáng tạo thêm những động tác kết hợp với những cái bài hát ở học kỳ 2 chúng ta đã học nhé. Cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi, hát hay. Thân ái chào tạm biệt các con.